Đấy thì buổi chiều hôm nay thì em sẽ vô em quay trở lại Quan Châu mà đẹp đẹp trước ở suối bác. Thì rất nhiều bác nói chung là cũng hỏi giá cả bao nhiêu. Thật sự các bác là bữa trước em không gọi gặp chủ nhà. Nếu mà gặp thì em hỏi giá bác xem rồi. Thì hôm nay em vô nếu mà hên lắm thì gặp chủ nhà ở nhà thì em hỏi cho các bác nhé. Còn không thì họ đi làm xa, làm bên đồi rồi. Đấy. Theo như em thì giá con này cũng tầm 4 mấy triệu thôi, 5 triệu quá, 50 triệu quá lại bác nhé. Thì con này nó mới tầm 5 tuổi rưỡi 6 tuổi các bác. Nó còn non. Đấy, khu vực này là khu vực biên giới này. Thì hôm nay em đi đường đường thủy rất nhanh. Đó các bác nói chung là mình tuyển trâu đi mấy khu này là thợ người ta ít cũng tới á, thì mình tuyển nhiều trâu đẹp hơn. Hiện tại bây giờ trong đó cũng tầm hơn 10 con bác, toàn con đẹp không, toàn trâu to bác, trâu hàng tuyển nhiều. Nhìn hơi xa, nói chung hơi xa lắm. Đây còn tầm vài km nữa là tới các bác nhé. Đấy thì thật sự các bác là con trâu này em rất chi là kết luôn. Từ thân dáng này, sừng này, đầu này, nói chung là không chia điểm gì. Anh em xem từ cái bộ chân cẳng đó các bác. To và lại đều trâu. Những con nào mà chân to, chân tay to này này, nếu mà làm trâu trọi á thì nó có độ gọi là kháng cự các bác, rất chi là chuẩn. Đấy. Riêng con này còn tầm mới 5 tuổi rưỡi 6 tuổi bác. Nếu mà con này mà 8 tuổi ấy thì bộ sừng chia dài luôn. Gọi là dài như kiếm nhật bác. Thường thường anh em mà chọn trâu trọi thì rất chi là nhiều người có cách chọn khác nhau. Người thích càng này loại sừng càng á, người thích sừng này sừng kia. Nếu người nào mà chọn giống nhau thật sự các bác là cái con trâu là nó hay như nhau mà nó dở như nhau hết. Phải có người này chọn cách này, người chọn cách kia bác. Theo như em con này thật sự bác là rất chi là vừa đẹp mà độ lì nó. Mình nhìn được cái khuôn mắt nữa bác này. Đấy, bộ sừng này còn ra dài nữa đẹp. Trâu này nói chung em chỉ có gọi là mình review anh em xem thôi, còn ví dụ mà chủ nhà người ta bán á thì các bác mua được các bác mua thôi, còn cái này không phải là trâu của em đâu bác, em không có bắt về. Và vừa rồi lúc nãy em hỏi chủ nhà thì không có ai ở nhà bác, có mình bà ở nhà thôi, thì bà cũng không khuyết được. Theo như em nếu mà trâu ở khu vực biên giới này này thì nó rơi khoảng tầm 40-50 triệu con này. Quay trở lại đấy, con này thì thường thường người ta để người ta kéo gỗ thôi. Tại vì nó khỏe cho dòng cho kéo gỗ này thì mình về không phải luyện mấy đâu. Nó có sức khỏe đó các bác. Đây anh em xem từ cái khuôn mặt nó này. Mặt với tai nó dùng nó sát. Nói chung con này nó còn là nó lì trâu, anh em nhìn thì biết. Gọi là nó lầm lì á. Nó không như mấy con trâu mà gọi là hốn hốn đâu. Mấy con mà hốn nó nhanh chạy lắm. Nhưng mấy con này là lâu chạy, là không bao giờ chạy. Đảm bảo bác luôn. Hiện tại trong khu vực này này đang còn cả chục con nó bắt, toàn trâu đẹp không, sừng còn nhiều con dài này thế này, sừng dài luôn nó bắt. Nhưng bữa đó là em mé bị hết pin á thì cũng không có review bác xem được. Có mấy con nói chung là sừng đẹp lắm. Khu này thì thợ người ta ít tới bác, tại vì nó giáp ranh với Lào rồi thì thợ người ta không tới đâu, người ta chọn chỗ ở ngoài thôi. Nếu các bác mà muốn mua ở cái khu vực ngoài á thì chắc chắn sẽ không có trâu đẹp như này đâu. Vì thợ người ta thợ cho trọi người ta tìm khắp khu vực rồi. Đấy, chỉ có khu trong này là gọi là khu vùng sâu không sao, gọi là biên giới thì người ta không tới được thì mới có thôi. Đấy anh em xem này, từ cái khuôn mặt nó bắt đấy chân cẳng này. Con này mình nhìn trong cái điện thoại, trong cái màn hình nó vậy thôi, nhưng ở ngoài thật sự bác là không chê điểm gì đâu. Anh em xem cái cà nó nói chung là đen xì luôn. Và dòng trâu này nó lì rồi, nó không có chạy. Một số bác nói chung cũng hỏi là cách chọn trâu trọi là gì. Thật sự các bác là mỗi người một cách chọn thôi. Nếu ai mà cũng chọn giống nhau, thật sự các bác là không có những con trâu mà gọi là
thất bại mà cũng chả có con trâu nào mà thành công. Đấy, người này chọn được con hay, người kia chọn được con dở, nói chung là nó tùy theo người chọn á. Còn bộ sừng con này chắc chắn bác là nó phải dài, nó còn tầm 8 tuổi nó dài còn đẹp nữa, loại sừng kiếm Nhật đấy bác. Đấy thì trâu chọi chỉ mỗi người một cách chọn bác nhé, không phải ai cũng chọn bộ sừng giống nhau đâu, mỗi con mà hay một kiểu bác. Dòng trâu này thì mình có thể mình làm trâu giống càng tốt, nói chung là trâu giống thì mình về mình phối giống thì nó đẻ chia ra nhé, chất lượng bác nhé đẹp luôn. Từ thân hình con này thì chân tay rất chia to, em chưa thấy con nào mà chân to cái này đó các này mà đều trâu. Đây em xem cái bộ lưng các bác phẳng lừ luôn. Một số bác nói chung là chọn gọi là trâu cho chọi ạ, cứ chọn cái kiểu mà gọi là vóng lưng á, mấy con nó đánh yếu lắm, nó không có kháng cự được. Còn mấy con mà lưng bằng thế này này, lè căng chân to này nữa bác, là độ nó kháng rất là khỏe luôn. Đấy anh em nhìn từ cái đoạn tai mắt nó này rất chia lì trâu. Đấy xoáy thì đóng cao, một số bác bảo xoáy cao không tốt, con nào mà càng xoáy cao thì càng nhanh trâu, kể cả xoáy mắt nó vậy bác nhá. Xoáy mắt nó phải lên bên trên cái mí mắt một tí, mắt phải nhá, trâu chọi nếu một xoáy mắt phải thì phải trên bên trên cái mắt một tí, không phải tam tinh nhá bác, thì con trâu nó hung trâu, nó lì á, lì trâu. Các bác nói chung là mình kiếm một con trâu này rất là khó, không phải dễ đâu các. Chẳng qua khu này là thợ người ta ít tới á, khu vực biên giới này người ta ít tới thì mới có dòng trâu này thôi, còn chỗ em để tìm một con này thật sự bác là không có, hiếm luôn. Trên này còn tầm hơn chục con nữa. Em mới đi được tầm 3 làng thôi, rất chia nhiều trâu đẹp luôn, mà nhiều con sừng còn đẹp, con này nó dài luôn bác, tại vì nó nhiều tuổi hơn bác, mà tuần trâu to trâu kéo gố bác ạ. Các bác mà tuyển trâu chọi với miền xuôi thì ít lắm, không có, đã có thì người ta cũng chăn nhốt nhiều, người ta chăn nhốt đó thì độ trâu nó không có tốt. Trâu mà tự nhiên này kéo gố này này thì nó khỏe trâu, nói chung là mình gọi là chiến ra chiến nhìn tốt hơn. Xem từ cổ này to một cái lu luôn bác, to lắm. Đấy, chân cẳng này rất chi là khỏe luôn. Thôi thì cái video của em đến đây xin phép kết thúc bác nhá. Hôm nay thì không gặp chủ nhà, nói chung con này thì giá nó khoảng tầm 40-50 thôi. Đấy bác nào mà có nhu cầu mua được thì lần sau em nếu mà có thời gian thì nhắn đi. Thôi chào bác nhé.